phong ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm tích hợp các dịch vụ du lịch chỉ trong một lần chạm, bắt đầu từ sự đa dạng dịch vụ đến chất lượng và giá thành. TripU, siêu ứng dụng du lịch đầu tiên tại Việt Nam, được đầu tư và cố vấn bởi Viettravel, vừa chính thức tham gia vào thị trường du lịch trực tuyến đầy sôi động. Là một ứng dụng du lịch được ra đời trên nền tảng công nghệ thông minh và sự am hiểu thị trường du lịch Việt Nam, TripU mong muốn mang đến một giải pháp dịch vụ du lịch toàn diện cho người Việt, tái định nghĩa trải nghiệm du lịch trong thời đại công nghệ số, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam và góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống của người Việt. Theo đó, TripU mang đến cho người sử dụng lựa chọn đa dạng, từ đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay giá siêu tiết kiệm, những tour độc quyền qua ứng dụng đến dịch vụ visa du lịch bao đậu, ví điện tử thanh toán trong và ngoài nước, cùng các chương trình tích điểm hoàn tiền dành cho khách hàng thành viên. Chính nhờ sự tích hợp tất cả các dịch vụ chỉ trong một lần chạm, TripU giúp tối giản hành trang du lịch của du khách. Thay vì mất nhiều thời gian để chọn điểm đến du lịch, so sánh giá phòng và máy bay trên các ứng dụng khác nhau, đặt phòng hoặc vé máy bay trên ứng dụng có giá phù hợp nhất, tìm chốn đu đưa giữa vô vàn lựa chọn, thuê thêm xe máy hoặc đặt taxi để di chuyển ở điểm đến. Có TripU, giờ đây bạn chỉ cần chọn điểm đến, đặt hết từ A đến Z trên TripU, rồi xách ba lô lên và trải nghiệm chuyến đi hoàn hảo đúng ý của bạn. Vì cuộc sống tốt đẹp khởi nguồn từ những nụ cười trên mọi hành trình, TripU luôn không ngừng nỗ lực và hoàn thiện để mọi trải nghiệm với TripU đều sẽ là niềm vui và sự hài lòng tuyệt đối.